Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Các Phượng tiết lộ thời ăn chung mâm ngủ chung giường với Lý Hải, mong Minh Hà không ghen. Nghệ sĩ Các Phượng đã chia sẻ lại hình ảnh chụp cùng Minh Nhí và Lý Hải, kèm tiết lộ về tình bạn của cả ba. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, Các Phượng đăng tải dòng trạng thái nói về kỷ niệm cùng hai người bạn thân là Minh Nhí và Lý Hải cô khiến ai cũng bất ngờ khi bật mí từng ăn chung mâm ngủ chung giường với nhau vì cả hai nghệ sĩ này coi cô như một đứa con trai các phượng kể ba cái con người này mười mấy hai mươi năm mới chạm cái mặt nhau nè trời có ai tin hồi đó ba cái con người này ăn chung mâm ngủ chung giường không mà tôi nằm giữa hai thằng cha này mới ghê giờ nhắc lại có khi bé minh hà ghét cát không ta các phượng tiết lộ thời ăn chung mâm ngủ chung giường với lý hải nữ nghệ sĩ mong bà xã của lý hải là minh hà sẽ hiểu và không ghen Bé Hà ơi, bé đừng ghét chị Cát. Chị như thằng đàn ông em ơi, xưa khổ quá chỉ có chiếc chiếu với cái mùng. Đứa nào ngủ ở ngoài mùng thì mũi cắn nên phải chui hết vô mùng. Giờ nếu có ngủ chung một mùng thì cũng y như ngày xưa thôi. Vì một khi trong lòng mọi người đã xem nhau như anh em chí cốt. Giới hỏi cái thời nghèo khổ vậy mà nó vô tư, nó vui gì đâu. Ba anh em cơ cực mà vui, trong cái đầu ba cái con người này xem nhau hơn ruột thịt, đùng bọc nhau mà sống lây lắc qua ngày. Ngày xưa thuê căn gác 200 ngàn mà đến tháng không có tiền để trả, đứa nào có thì trả, mà anh Minh Nhí với bà Cát là thay phiên nhau trả. Hồi đó tôi đã đi đóng phim quay quần chúng, vài thứ chín rồi tôi đã đi hát nên tôi cũng đã có ít ít tiền đó, ông Lý Hải thì trả tiền nước cơm nước giặt giũ tôi thầu hết tôi nấu cơm cho hai cha ăn tôi giặt đồ ủi đồ cho hai cha mặt vui vui lắm mọi người ạ à. giờ anh minh nhí và lý hải ai cũng giàu, cuộc sống phòng thịnh lý hải là viên mãn nhất từ gia đình vợ con đến nghề nghiệp ông hải bỏ hát chuyển qua đạo diễn điện ảnh là chính xác ông lý hải lớn hơn bà cát một tuổi mà bà cát không quen gọi ông bằng anh nha cứ gọi ông hải riết rồi quen cô mong minh hà không ghen với tình bạn quá thân này với lý hải các Phượng mong rằng nếu có kiếp sau, cả ba người sẽ vẫn là anh em tốt. Chúc hai ông anh luôn nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, công việc luôn hanh thông thuận lợi nhé. Luôn trân quý tình bạn này. Nếu có kiếp sau, ba thằng mình xin làm ba chị em gái nha. Ba cô gái đẹp rồi là đẹp, chân dài miên man, giàu sang nhưng không chảnh chọe, có thiệt nhiều tiền đi giúp đời của người. Các Phượng tâm sự. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo